Chào mọi người, ngày hôm nay là Pha lại tiếp tục đi lên Tiền Giang để câu cá nha mọi người. Thì hôm nay là Pha đã chấp nhận cái lời thách đấu lại của ông Tâm. Ông Tâm lỗ chiến trước là ông nói là Pha ép ông thua chứ ông không có thua. Chiến này ông rồi thách đấu lại và hôm nay là Pha sẽ qua thi đấu lại với ông để coi chiến này ra sao. Thì hôm nay mình sẽ review lại toàn bộ cái đoạn đường mà đi vô hồ cho anh em coi. Cái đoạn đường kinh khủng lắm. Đó, anh em thấy không? Đoạn đường này nói chung là nó đầy chông gai lắm nha mọi người. Bởi vậy muốn ăn ông Tâm đâu phải dễ đâu. Muốn ăn ông Tâm là phải đi là nó qua mấy cái đường vậy đó. Ăn cửu cháo ông Tâm thôi mà nó cực vậy đó anh em. Đường qua bãi gác là hối hình luôn nè. Đó, thấy chưa, lạng lách đánh võng ổ gà ổ vịt tùm lum luôn. Đó, có anh đang làm gì nữa kìa, không biết làm gì luôn. Đâu phải ăn tiền của ông Tâm đâu, bỏ lộn đâu phải ăn cháo của ông Tâm là dễ đâu. Phải bỏ ra, nói chung là phải trải qua trông gai vất vả đủ kiểu. Thì chứ ăn ổng là cũng không, mình không có sung sướng gì đâu. Đó, vậy đó mà ông về còn nói móc nó méo. Ông về nhắn tin, mày chơi mày qua đây cái mày biêu ghéo anh này kia rồi. Biêu ghéo gì, nó thật sự là vậy chứ biêu ghéo gì giờ. Đó, thấy không, đường đi đường nó vậy đó mà ổng la ổng mình tiêu ghéo ổng thì chứ buồn ghê luôn anh em. Rồi bây giờ sắp tới hồ để mình quay vô hồ cho anh em coi nha. Nay đi câu ở hồ Phúc Dân nữa nha mọi người. Đó, hồ Phúc Dân ở Tiền Giang. Ở giờ tới hồ quá đầy rồi luôn. Hey, hồ nè anh em. Hồ bữa hổm chơi anh em, thì nay qua trở lại hồ này. Hồi bữa nay đông hơn hồi đó nhiều lắm nha. Bữa nay là cần câu quá trời nhiều luôn. Chào mọi người. Ông Tâm ông rủ mình qua chơi mà mình qua tới mình chưa thấy ông đâu từng. Thua luôn, chuyến này thua luôn. Này chắc bị gài độ quá. Đang gọi điện ông nè, gọi điện cũng không nghe máy luôn. Thua luôn mọi người ơi. Lô. Trời ơi ông rủ qua rồi, ông đâu rồi ông nội? Trời ơi vô hộ. Rồi vô hồ người ta quá trời luôn, người ta thủ cần khắn hết trơn luôn nè, vô thấy khớp liền ông nội ơi. Thôi sao dám. Chưa mới có mình em à, nên người ta câu quá, người ta câu quá trời luôn, người ta nói em vô quay cá ụt chơi không à. Chết luôn. Rồi. Rồi giờ không còn tương vợ đi làm nữa anh em. Thấy ghê chứ, kêu mình sáng qua sớm dắt đi ăn sáng. Sáng mình qua, mình mới vừa qua tới Tiền Giang mình điện thoại ổng. Alo. Vừa qua tới chưa? Trời ơi ông nội ơi, 9 giờ mà không còn nhà ông ngủ. Không biết hay chồng tối làm gì nữa. Rồi giờ mình vô tới hồ, ổng còn chạy nhông nhông ngoài á, cũng chưa vô tới luôn. Mới lớn lớn lên tài. Làm đúng cám lên cá làm mày vậy là chết đề tài. Bắt kịp vô đây bắt cá chó rồi. Hả? Tại quýnh bún phải không? Thôi chờ bà đi.
chỗ nào chơi không được, mấy chỗ kia người ta cắm hết rồi. Rồi đủ mới mới đó nó ra gì. Ra gì máy gì nhanh dữ vậy ông cố làm. Phá là cho nhiều nghe nói 9 giờ ấy nha. 9 giờ thì 9 giờ chứ đi qua gì cá nó mới ra nữa nè. Trời ơi lấy tùng với người ta chứ. Thôi tùng gì ông ơi. Nó gì nghe nó. Ai cá không ổn nhà cái này nó chết đi nè. À. 59 30 giây rồi đó. Mấy lộ cá hồi giờ cá con điện ru luôn ha. Lấy cá nè, câu chứng nè. Còn viên hai nước cốc. Còn viên không à. Này viên vậy ha, muốn viên đi cho nó chắc. Anh em xuống chừng nè, đó, đi ghê không, đó, đó. Mà anh ai thấy quăng quăng quá trời quăng luôn đó. Đó. Còn bên đội anh Khoa thì giờ đang còn tổ mồi. Này làm gì làm, mình không thả nữa. Đó, này có cần hủ miền Tây gì nữa nha mọi người. Thì hôm nay đánh cũng mê công con Khoa thôi. Này ra đi mua lửa, test bạo lực rồi cho anh em coi chơi. Rồi, Khoa cũng mua lửa xuống chừng. Tâm lũ này vô sao pha lên cá trước rồi coi như tâm thua nha mọi người. Thua là chắc, thua chắc rồi. Không đủ đi câu độ mà giờ không còn ôm vợ nha. Chuyến này là ổng không có mà chỉ như mà nói mình ép ổng gì hết trơn được nha. Chuyến trước thì là pha ép. Thì chắc chở được cá mà. Chắc chở sẵn. Gì hả? Chắc chắn hả? Nè bên đây ta lên nè. Còn bàn đâu chú, cho con cái bàn chú. Anh Tâm gũ đi câu độ mà anh ta lên 7-8 con mới vô tới. Đâu, cá đâu? Ừ. Ở, có một bịch luôn mẹ ông nội. Cá dèo quá. Ông nội ơi, ngoái ông bà. Rồi có 20 người ở ngoài nó đông. Đó. Tranh thủ vô câu nữa. Làm sáng rồi mình không ăn sáng mình chạy qua luôn. Nè, mua cho con nè. Chết luôn. Nè, mua luôn hả? Sao không phải lên rồi chưa nhỉ? Lượng pha lên 4 con rồi ông ơi. Có không nha. Cá dèo quá. Nhanh nội ơi. Gì? Nhanh tay dính nó đơn ông giờ ông ngồi đó. Mình vô sao chấp. Chấp gì nãy tôi đợi ông chấp gì? Ô sợ mẹ. Tôi rồi, tôi đợi ông tôi xuống mà tôi đánh mồi nguyên kìa. Chung đồn canh rồi đó. Đó. Đánh canh này là phạt cái tội mà hẹn pha qua đã đời cuối cùng mà không ra. Còn nhà ấm. Đó. Mềm quá vậy. Bây giờ mọi người coi ông Tâm quăng này nha mọi người. Thấy một quà ông kìa luôn. Tâm ông Tâm câu gì hết nè đó. Mọi người người ta về. Rồi không biết đâu ông nội. Đây chứ đâu. Rồi ông câu đi. Đó. Đó, rồi lũ sang vô của người ta nè. Chứ người ta chửi ông chùm này nha. Không đứng đồng hồ này quăng qua tới đồng hồ ông chê đi. Rồi ông kéo hết của người ta. Rồi ông đứng này nặng quăng xéo đánh đó. Đó, đó, bằng là cái nè. Kìa không? Ồ, ra tới ống luôn, cái ghê. Bắt đầu cái cá mới lại bắt tim á. Ghê, ghê. Thôi, 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 chết luôn, chết luôn. Có chiêu hết rồi. Anh em còn không? Đó đó đó. Đó
Trời ơi, phụ qua sẵn tô luôn vậy. Lên cá à, chiếc này an tâm rồi đó. Sao thua rồi, sao thua rồi, sao thua rồi. Rồi cái đó là không là ông mà chuột lỗi chứ. Đây đây đây, lên hàng rồi nha anh em. An tâm cắt cú rồi. Về đây cho lòng nghỉ bán rồi ơi. Về đây cho lòng rồi nghỉ bán rồi. Nghỉ đi, nghỉ. Sáu lòng là không có nghỉ rồi. Cho lòng về nghỉ bán rồi. Nó nãy giờ ông Tâm họ không ngủ không anh em. Pha lên cá cái ông vậy nè. Ông ra ông Tùng họ thay mồi liền. Ghê chứ. Chơi lầy ghê không. Rồi giờ vụ kêu ở quánh tới 5 giờ đi. Đó. Sớm á là ở nhà nói là quánh tới trưa thôi nghỉ. Bây giờ ông đầu quánh tới 5 giờ. Chơi vậy rồi ai chơi lợi không. Đó, coi chuẩn bị chung cho lòng đi ông nội ơi. Cháu mở cửa là gan liền nha. Cháu mở cửa gan liền nha. À, ăn cường nhật, ăn cường nhật, đỡ đỡ đỡ, ăn cường nhật nãy nhật, ư nãy nhật đỡ đỡ, lên luôn, ừ lên luôn, lên luôn, ư ta câu vậy chứ ai vô trung tâm. Mọi người nhật ơi, dạ không, lên luôn, dạ quý mà dạ cái gì em ghê ghê rồi. Vừa thông báo cái dãy mới đúng không? Ừ, đây bộ nhật lên hàng. À, Tâm ơi. Tâm ơi, Tâm lũ chạy mất tiêu rồi. Đó. Chập bá luôn đi luôn đi. Chập bá luôn. Rồi. Rồi giờ cũng mới bánh tiếp. Hay bơm mấy sợ đấy mấy mày. Chết, trâu cái nhà giờ đi gặp hành không có mẹ. Phá thầy Tâm ông thầy phá. Ở chỗ nào luôn vậy? Trời lao. Lao chứ hết em ăn luôn mọi ơi. Dục xuống mẹ nó mới dục xuống luôn mất phao rồi. Dục lại. Lại mới ăn quá không? Ừ. Ra ngoài ống luôn rồi. Ghê yeah, rồi, dính nhìn nè. Ờ, ghê ghê. 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 Ghê ghê. Cá này nó bị chém hay sao con là cũng tại cái mình ta. Nó bị tiền bị hẹo quá Diễm ơi. Con không vậy? Đó, ghê ghê. Ghê. Vô hồ cá ta câu mì dinh luôn nội ơi, lầy ghê không. À. Ghê. Ông Tâm ơi, giờ để bảo toàn lực lượng thì tôi nghĩ là ông nên thua non đi chứ đừng câu vợ nữa ông Tâm ơi. Lúc cần lên rồi đó. Ừ, rồi vậy thôi giờ tôi về ăn ông Tâm ơi. Bảo toàn lực lượng đi. Chứ đeo gì đó giờ quánh từ dáng tới giờ rồi. Bây giờ là chấp nhận thua nha. Nè, nói gì cho anh em nghe là nói gì nói lại ơi. Chấp nhận luôn. Rồi giờ qua thua. Ủa lộn, Tâm thua không pha rồi nha mọi người. Tâm thừa nhận rồi nha. Rồi mà mọi người giờ đi ăn cháo của thằng Tâm nha. Thôi nè, bây giờ là coi cá của thằng Tâm nè. Đó. Tâm câu cá là một gồng. Đó, thấy ghê không? Đây.
Bây giờ không phải ăn đồ thằng Tâm, bây giờ không phải ăn luôn cá thằng Tâm nha. Đó. Đây chứ mấy con cá đồng đồng gì về ăn ngon lắm. Thấy con mấy con cá mè sao con nào cũng bị đâu nè, con này bị thấy không? Con này cũng bị luôn. Con chục con bị hết chục con nè. Nè nó bị nữa nè. Trắng lộn không ơi. Trắng gì khùng quá. Con nào cũng bị á, bị con bên nè. Máy chém rồi sao? Đó. Ngon lành. Được. Rồi đi ăn cháo nha mọi người. Này ăn lẩu cháo luôn. Rồi. Và đây thì bây giờ anh em mình đã tới quán cháo rồi. À, để coi ông Tâm cho ăn cái gì nha. À, thua là thua chứ là gì buồn. Không có gì khóc hơn á ông ơi. Ừ, tôi thua tôi chung cháo tôi có nói gì đâu. Ừ, gì đâu khóc. Chấp nhận thôi. Chấp nhận. Ừ. Bữa nay là chấp nhận. Không có khóc đâu, chấp nhận. Không có khóc nha. Cháo ra đây mọi người. Và đây ông Tâm ăn ớt dữ lắm. Như đây nha ông Tâm. Chưa, nó không? Chưa, nó không? Nó không? Biết nữa, nè. Ôi, dung giá nó còn chơi nha. Ông Tâm ăn ngớt dữ lắm. Hả? Rồi. Dứt. Trời, lòng ra nó đi mới dứt rồi. À, tưởng ông cho ăn cháu không chứ. Đó. Cháu không chết chứ. Này là, tô cháu quyết không thôi. Chưa có lòng ra nha mọi người. Hấp dẫn lắm mọi người ơi. Đó, chút nữa có lòng ra. Này là mắm, mắm niêm. Hôm nay có rau sống nè, cho bổ rau chà bá luôn. Đó, đây đây đây. Đây người đẹp bước ngồi ra đây. Đó. Đây một cái mắt má luôn. Còn lòng nữa nha mọi người, chứ lòng nữa. Bao nó. Bao no, cháo bao no. Cho đủ gì để hiếu chửi. Còn xong luôn. Đó đó đó. Đây. Cho nổi không được. Để cho nổi được không? Rồi, dứt. Còn đang ăn cũng không tính tiền anh em. Không tính tiền mà không khóc nữa nè. Đè gốc xuống mướt luôn. Rồi chứ ăn không biết ăn mà sợ mất kẹn thấy mẹ luôn. À, chả ăn chả hết nè, ăn đâu, còn có một cục cái dụng là cầm ăn luôn nè. Sao ăn mới dễ sạch trơn á. Dễ nổi ăn luôn đi ba. Ờ cái này ăn được. Không quen ăn đó. Nói chung là ăn sạch sạch ra luôn mọi người. Còn nữa là phải ăn hết cái tô cháo, ăn sạch khô cái tô cháo luôn nè. Khô vậy dạ không? Đúng rồi, tẩm khóc. Không à. Rồi thôi bye bye mọi người nha. Ờ anh em coi là khoa ăn của ông Tâm có cử cháo thôi mà ông cử không cử đàn em ra vậy nè anh em thấy không đó. Ờ ra cái ra thì cái ăn cháo xong ra thấy cái hết cũng về luôn gì đâu mà trời đen thui lồi đen thui chết luôn ông Tâm chơi ác quá ông Tâm ơi ăn ông mà về ốc mưa vậy à mốt trời dám ăn ông nữa chết chết rồi.